Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Kính thưa quý vị khán giả, thật là tuyệt vời, Campuchia đã khẳng định được đường lối ngoại giao với quốc phòng giống như Việt Nam chúng ta. Việc này khá quan trọng đối với Việt Nam, vì Campuchia có mối quan hệ sâu rộng với Trung Quốc, ít nhiều làm cho Việt Nam chúng ta lo lắng. Và cựu thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, trước đây đã từng nói: "Chúng tôi không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai?" Và ông cũng từng tuyên bố các nước có tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc thì tự giải quyết với Trung Quốc, đừng lôi kéo Campuchia vào thể hiện quan điểm. Việt Nam chúng ta không vui có lẽ ở điểm này, nhưng xét một cách khách quan thì Campuchia làm mọi việc cũng vì lợi ích quốc gia dân tộc. Lãnh đạo bất kỳ quốc gia nào cũng nghĩ tới điều đó. Vấn đề ở chỗ, cựu thủ tướng Hun Sen vẫn luôn khẳng định sự biết ơn cũng như xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Trước những luận điệu của đảng đối lập rằng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam lấy đất của Campuchia, ông cũng khẳng định Campuchia không mất 1 cm đất và Việt Nam cũng không lấy 1 cm đất nào của Campuchia. Truyền thông Mỹ và phương Tây cộng với truyền thông thổ tả, các tổ chức phản động lưu vong người Việt, những kẻ tôn thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, rất ủng hộ đảng đối lập ở Campuchia. Đảng này luôn kích động người dân Campuchia gây hiềm khích với các nước láng giềng, và các thông tin lề trái kiểu này ít nhiều cũng làm cho không khí giữa Việt Nam và Campuchia thêm căng thẳng. Nhưng thưa quý vị khán giả, Thủ tướng mới Hun Manet đã luôn tái khẳng định đường lối đối nội đối ngoại của Thủ tướng Hun Sen sẽ vẫn được thực hiện trong tương lai. Trong cuộc họp cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định điều này. Chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết trong nội dung video ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, và mong quý vị hãy dành một vài phút dừng lại để đăng ký kênh Ngoại giao Cây Tre. Bắt đầu chính thức, kênh Ngoại giao Cây Tre sẽ phát sóng vào 10 giờ sáng ngày 26. Kênh Ngoại giao Cây Tre sẽ chính thức ra mắt quý vị khán giả với một bài viết cũng vô cùng hay và sắc bén. Trở lại câu chuyện của Việt Nam và Campuchia. Tân Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã khẳng định trước Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các nước thành viên rằng Campuchia cam kết nỗ lực cùng với các bên vì mục tiêu chung. Trong nội dung bài phát biểu của tân thủ tướng Campuchia có khá nhiều nét tương đồng khi đánh giá về những gì đang diễn ra trên thế giới. Cụ thể về chính sách đối ngoại, tân thủ tướng Campuchia cho biết Campuchia đang tiếp tục đi theo con đường độc lập và chính sách đối ngoại trung lập dựa trên pháp quyền tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường tình hữu nghị và kịch liệt phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bao gồm cả sự xâm lược đối với bất kỳ quốc gia độc lập nào. Phải nói rất trùng hợp với quan điểm của Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, là Việt Nam cũng đề cao luật pháp quốc tế, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước có chủ quyền. Việt Nam chúng ta rõ ràng hơn, đó là phản đối mọi hình thức sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn. Và những nước có khả năng và thường xuyên dùng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết chính là Mỹ, Trung Quốc, Nga. Việt Nam chúng ta phản đối trực diện hơn vấn đề này. Tân Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, Campuchia không cho phép bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ của mình. Như đã nêu ở trong hiến pháp, Campuchia cũng không cho phép bất kỳ quốc gia hay nhóm nào sử dụng lãnh thổ của Campuchia để chống lại các quốc gia khác. Quan điểm này cũng hết sức trùng khớp với quan điểm của Việt Nam chúng ta. Trùng khớp đến từng ý, điều đáng chú ý là quan điểm này được ghi trong hiến pháp của Campuchia. Đây là yếu tố căn bản để giữ gìn hòa bình. Một đất nước đau thương thì rất hiểu giá trị của hòa bình. Việc cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự vô hình chung đã biến quốc gia mình thành mục tiêu của đối phương. Chúng ta cũng cần nhớ một điều, trong giai đoạn hiện nay, kể cả trong tương lai, Hoa Kỳ khó có thể ảnh hưởng trên mảnh đất Campuchia.
Tân Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường và mở rộng hợp tác tốt đẹp với các nước trên thế giới thông qua các khuôn khổ song phương, khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng chung. Là người Việt Nam, chúng ta xin chúc cho đất nước Campuchia do ngài tân thủ tướng mới lãnh đạo sẽ đạt được những mong ước chính đáng đó. Và VTV tin tưởng rằng để đạt được điều đó, Campuchia cần phải có mối quan hệ tốt đẹp với đất nước Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, năm ngoái vào năm 2022, khi Campuchia xây dựng căn cứ hải quân ở Vịnh Thái Lan, tờ Washington Post đã nói rằng Trung Quốc đang xây căn cứ bí mật dành riêng cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bên bờ Vịnh Thái Lan. Sau đó dư luận mạng Việt Nam cũng dậy sóng với rất nhiều bài viết tỏ ra lo lắng, bởi vì như chúng ta đã biết, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc và Trung Quốc đang tìm mọi cách để thực hiện điều này. Tham vọng xây dựng căn cứ hải quân riêng ở quốc gia khác luôn được các nước lớn chú trọng. Hoa Kỳ đã có hàng chục căn cứ hải quân ở nước ngoài, đóng trên các quốc gia khác nhau. Việc người Việt Nam chúng ta lo ngại là hoàn toàn chính đáng. Nhưng cũng ngay tại thời điểm đó, Campuchia đã phản bác toàn bộ quan điểm của tờ Washington Post. Cụ thể là Campuchia đã khẳng định không cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền hoặc phát triển địa điểm này làm căn cứ quân sự. Việc chuyển đổi căn cứ hải quân Rim chỉ nhằm tăng cường năng lực của lực lượng hải quân Campuchia trong việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, hàng hải và trấn áp tội phạm trên biển. Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng nhiều lần khẳng định chỉ hiện đại hóa căn cứ Rim với sự nỗ lực từ Trung Quốc và Campuchia không cần sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói rằng những phỏng đoán ác ý của Washington nhằm tấn công và bôi nhọ Campuchia. Sau khi thông tin của tờ Washington Post được đăng tải, Australia đã lên tiếng bày tỏ lo lắng rằng chúng tôi khuyến khích Bắc Kinh minh bạch vì ý định của mình và đảm bảo các hoạt động nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Úc là một mắt xích quan trọng trong chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương của Mỹ để đối trọng lại với Trung Quốc trên Biển Đông. Dư luận Mỹ và phương Tây như vậy, còn quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam chúng ta về việc này như thế nào? Trong ngày 9 tháng 6 năm 2022, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cho biết quan điểm nhất quán của Việt Nam là mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới. Việc hợp tác giữa các quốc gia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Thưa quý vị khán giả, VTV nhận thấy phát biểu này của Bộ Ngoại giao Việt Nam khá chung chung, không cụ thể vào chi tiết về việc thông tin cho rằng Trung Quốc và Campuchia đang xây dựng một căn cứ hải quân bí mật cho đội tàu của Bắc Kinh. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi vì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cần phải dựa vào những phát biểu chính thức của Bộ Ngoại giao Campuchia. Tuy nhiên, phát biểu của Bộ Ngoại giao Việt Nam không nhắc tới điều này, từ đó chúng ta suy luận rằng Việt Nam cần phải quan sát trên thực tế xem thực sự có đúng đây là một căn cứ bí mật dành riêng cho đội tàu của Bắc Kinh hay không. Và nói cho cùng thì đây là công việc nội bộ của Campuchia. Campuchia có quyền lựa chọn chính sách đối nội và đối ngoại, kể cả các chính sách liên quan tới quân sự. Còn truyền thông phương Tây, truyền thông của phản động lưu vong người Việt thì họ chỉ không lo ngại khi Campuchia liên kết với Mỹ và phương Tây mà thôi. Việt Nam và Campuchia, hai nước đã quá đau khổ vì chiến tranh, đều nếm trải cảm giác là thuộc địa của nước ngoài, nên thấu hiểu giá trị của hòa bình, của độc lập, của quyền tự quyết. Vì vậy, chúng ta tin tưởng rằng Campuchia có những lựa chọn đúng đắn, vừa đảm bảo lợi ích quốc gia, vừa góp phần giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Ngày 22 tháng 8, Quốc hội Campuchia đã bầu ông Hun Manet, con trai cả của nhà lãnh đạo Hun Sen, làm thủ tướng mới của nước này, với sự nhất trí của toàn bộ các nghị sĩ, đánh dấu một cuộc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử hồi tháng trước. Tân Thủ tướng Hun Manet đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp nối di sản của cha và tạo nên dấu ấn của riêng mình. Ông Hun Manet, 46 tuổi, là Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia.
ông được quốc vương phong hàm đại tướng hôm 17 tháng 3. Nền tảng học vấn từ phương Tây của ông Hun Manet được kỳ vọng mang lại làn gió mới ở Campuchia. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng ông Hun Manet về cơ bản sẽ tiếp nối những chính sách của cha mình. Tôi tin là Đảng Nhân dân Campuchia và chính phủ hoàng gia nhiệm kỳ tiếp theo sẽ tiếp tục duy trì chủ trương và định hướng chính sách phát triển của mình, tất cả vì lợi ích của nhân dân Campuchia, vì hòa bình và phát triển, đưa đất nước Campuchia sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều ông có thể làm là đẩy mạnh thông qua thu hút đầu tư nước ngoài, đàm phán hiệp định tự do thương mại, cải cách thể chế và tăng cường sự tham gia của người trẻ vào quá trình phát triển kinh tế. Ông Manet quan tâm đến việc làm thế nào để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, làm thế nào để Campuchia cải thiện thương hiệu, hình ảnh trước các nhà đầu tư quốc tế. Ông Hun Manet cũng khẳng định sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao, làm bạn với tất cả các nước và phục vụ lợi ích quốc gia và nhân dân Campuchia. Phát biểu tại một sự kiện hồi tháng 4 sau khi được đề cử làm ứng cử viên nghị sĩ, ông Hun Manet nói chính sách đối ngoại tương lai của chính phủ Campuchia vẫn sẽ là bạn với tất cả các nước. Có 4 điểm đáng lưu ý trong chính sách đối ngoại của Campuchia trong thời gian tới. Thứ nhất, chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục duy trì quan điểm về lợi ích cốt lõi của Campuchia, tuyệt đối tuân thủ và bảo vệ hiến pháp, tiếp tục duy trì phương thức hoạt động ngoại giao chủ động và linh hoạt. Thứ hai, Campuchia sẽ tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại độc lập dựa trên pháp luật, tôn trọng các chuẩn mực, mục đích và nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng quyết đoán, khôi phục quan hệ truyền thống với bạn cũ và hợp tác với bạn mới. Quan tâm hơn nữa đến các quốc gia khu vực Trung Mỹ, châu Mỹ Latin, châu Phi, Trung Đông, Trung Á. Giữ gìn, củng cố và mở rộng quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực. Thứ ba, Campuchia sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa cho khu vực và thế giới trong nỗ lực giữ gìn và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Cũng theo tiến sĩ Neak Chadaris, ngoài việc tiếp tục duy trì quan điểm về lợi ích cốt lõi, đóng góp tích cực hơn nữa cho khu vực và thế giới trong nỗ lực gìn giữ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng, chính sách đối ngoại sắp tới của Campuchia sẽ chú trọng vào ngoại giao kinh tế nhiều hơn. Tuy nhiên, mức tín nhiệm cao dành cho ông Hun Sen có thể tạo nên chiếc bóng rất lớn đối với ông Hun Manet khi kế nhiệm bố trong thời gian tới. Ông sẽ phải nhanh chóng thể hiện khả năng điều hành kinh tế, đặc biệt trong 100 ngày đầu tiên, với ưu tiên hàng đầu là cải thiện mức sống của người dân, giảm tỷ lệ nghèo đói. Giới quan sát thêm rằng tân thủ tướng Campuchia Manet cũng phải làm cho đất nước trở thành trung tâm quốc tế về đầu tư nước ngoài đa dạng hơn, đàm phán thêm nhiều hiệp định tự do thương mại. Thưa quý vị khán giả, Bảo Ngọc xin chia sẻ với quý vị một số thông tin về bài phát biểu của thủ tướng mới Campuchia tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa qua. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Và quý vị nhớ đăng ký kênh Ngoại giao Cây Tre và đón xem chương trình ra mắt của kênh Ngoại giao Cây Tre vào 10 giờ sáng ngày 26 tháng 9 năm 2023. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị.